Thưa quý vị và các bạn, siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo điều kiện thu dung điều trị F0 là những nội dung chính tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố diễn ra sáng nay. Cuộc họp do đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì. Sau khi nghe các báo cáo và các ý kiến thảo luận, kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhận định tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang có những diễn biến theo chiều hướng xấu. Công tác phòng chống dịch đã triển khai quyết liệt nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, số lượng F0 hàng ngày còn cao. Chính quyền địa phương còn ít kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống dịch và ý thức chấp hành của một số bộ phận nhân dân chưa cao. Còn tổ chức ăn uống tập trung đông người. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cần chủ động chuẩn bị cho các tình huống dịch xấu hơn. Ta phải quán triệt rất mạnh mẽ và không được lơ là. Đó là nâng cao vai trò của tổ truy vết cộng đồng của thôn. Tất cả những người lạ khi đến địa bàn thì phải có kết quả âm tính. Đây là nội dung bắt buộc. Cần có kết quả ngay thì nên trung tâm xã có điểm rồi. Dịp Tết Nguyên đán cũng vậy. Chúng ta phải chuẩn bị từ bây giờ. Và đặc biệt quán triệt sâu rộng đến tất cả tầng lớp nhân dân là trong dịp Tết Nguyên đán. Các người ở địa phương khác về địa bàn, về quê ăn Tết đều phải xác định âm tính thì mới được về nhà. Hai là đối với doanh nghiệp. Thì tôi yêu cầu tất cả các đồng chí chủ tịch ủy ban nhân huyện mời hết các doanh nghiệp trên địa bàn mình đến cam kết cụ thể. Thứ nhất là phải chịu trách nhiệm toàn diện trong phòng chống dịch. Hai là nội dung là một cung đường hai điểm đến. Khi mà nhân viên công nhân đi đâu thì phải xin phép chủ doanh nghiệp mới được đi. Và khai báo y tế khi về đi làm trở lại thì phải có kết quả âm tính mới được vào doanh nghiệp làm việc. Doanh nghiệp nào để tình trạng mà để lây lan F0 nhiều thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cái việc đó. Mục tiêu cũng để giữ cho Hưng Yên của chúng ta yên bình, rồi cho bà con ăn Tết được vui vẻ, đầm ấm và không bị F0. Quán triệt tinh thần tỉnh lo cho tỉnh, huyện lo cho huyện, xã lo cho xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu mỗi địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc tổ chức thu dung, điều trị F0 tại chỗ. Giao cho cơ quan y tế hướng dẫn cụ thể trong các trường hợp. Là thế nào là chữa trị tại nhà và thế nào là điều trị tập trung. Thế còn mỗi huyện chuẩn bị là 500 giường bệnh để tập trung để ta điều trị, nó ăn nó uống rồi điều trị bằng thuốc. Còn nếu mà nặng nữa thì chuyển vào chỗ cách ly điều trị nặng ở tỉnh rồi. Về thuốc điều trị thì cơ quan y tế chịu trách nhiệm cấp thuốc cho tất cả bệnh nhân F0 từ cấp tỉnh đến cấp huyện để đảm bảo chữa bệnh cho người dân kịp thời, không để thiếu thuốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lực lượng quân đội bảo đảm chu đáo hậu cần tại các cơ sở thu dung, cách ly điều trị. Lực lượng công an tăng cường hỗ trợ các địa phương truy vết kịp thời, triệt để, hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản trong năm 2021 và triển khai tiêm liều bổ sung cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác khai báo y tế, nâng cao ý thức phòng chống dịch. Tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ mỗi tổ COVID-19 cộng đồng thêm 5 triệu đồng và 10 kg gạo một nhân khẩu đối với hộ nghèo, cận nghèo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất sẽ không tổ chức bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh dịp Tết năm nay để phòng ngừa dịch bệnh lây lan.